Đôn loa Pioneer bên em chở đến lắp đặt tại nhà, và một cái đẩy liền vang DSX7 thế hệ mới. Vâng, chuẩn bị bên em lắp đặt cho bác khách đấy ạ. Đây là mẫu đẩy liền vang của WeWood DSX7 mẫu mới nhất hiện nay, được tích hợp đầu giải mã và nâng tiếng, xử lý nhạc rất là ngọt ngào, hát rất là hay và nhẹ. Đây, chơi gì vợt và trùng hú rất là tốt. Thế đây là mẫu đẩy liền vang thế hệ mới, vì thế các bác và anh em muốn lấy thì các bác hãy liên hệ cho bên em theo hai số like trên video nhé. Đôi loa Pioneer set 88 rất là cổ điển, thiết kế màu vân gỗ rất là phù hợp với cái kệ tủ của nhà bác. Đồng về trưng bày rất là đẹp, và cái đôi loa này là hát rất là hay, nhạc rất là sạch, rất là mượt mà đầm thắm, nghe rất là dễ chịu, và hát karaoke cực tuyệt vời luôn ạ.